Mến chào các bạn. Hiện tại thì nước Pháp đang bước vào giữa mùa xuân, và trước mặt mình là một cánh đồng nở rất nhiều hoa trắng nhỏ li ti. Những hoa trắng này nó giống như là hoa cúc tiểu muội vậy đó các bạn. Cái một cánh đồng cỏ này nó nở hoa trắng nhìn rất đẹp. Còn đây là cánh đồng hoa bồ công anh. Có một điều lạ ở hoa bồ công anh là khi mà hoa vàng nó tàn á, nó sẽ thu lại thì nó sẽ nở ra một cái hoa khác. Đó là cái hoa màu trắng này. Đây là hình ảnh mà mình thường thấy khi người ta nói đến hoa bồ công anh. Từ cái hoa màu trắng này nó sẽ rụng và nó bay, nên nó là một cái loại hoa mà phát tán nhờ gió. Hạt mầm của nó nằm trong những cái hoa màu trắng như bông gòn này. Cái một cánh đồng cỏ này nó nở hoa trắng nhìn rất đẹp. Đây này các bạn, cả một cánh đồng hoa bồ công anh nó nở vàng. Sau khoảng một tháng thì những cái hoa vàng này nó sẽ trở thành những hoa trắng. Cánh đồng hoa bát ngát. Sáng nay mình thấy có một bầy chim đang ăn thức ăn trên bãi cỏ này các bạn. Thường đến định kỳ thì người ta sẽ cho xe đến để cắt cái bãi cỏ này. Sau khi cắt xong thì một cái đợt hoa khác nó sẽ nở ra. Cái thảm hoa màu vàng trắng này lại có những cái khóm hoa màu tím. Chỉ là cỏ dại mà nó tạo những cái hoa rất là ấn tượng phải không các bạn?